Ngày hôm sau chị đưa họ đến bến xe, chị còn mua vé xé cho họ. Mà lúc đó tiền lương một tháng của Vinh Phong chỉ có 90 tệ. Mà trước khi họ lên xe chị còn cho mỗi người 10 tệ. Đã thế còn chuẩn bị cho họ một chút thức ăn, sau đó còn viết lại địa chỉ của mình cho họ giữ lại. Nếu có khó khăn gì thì có thể viết thư gửi cho chị. Trước khi đi chị còn liên tục dặn dò ba người rằng cho dù sau này cuộc sống có khó khăn thế nào thì cũng nhất định phải làm một người tốt. Không được làm mấy cái việc như trộm gà trộm chó. Cuối cùng cô đưa cho Vinh Phong một bức thư. Đợi lúc họ lên xe, Vinh Phong mở thư ra xem thì mới biết bên trong có một miếng bùa bình an. Cậu ngây ngốc nhìn, mà lúc này trong lòng cậu cũng ngầm nhận định từ giờ chị chính là chị ruột của cậu. Sau này cậu nhất định phải trở thành một người giống như chị. Sau này Vinh Phong vì luôn nhớ đến lời dạy của chị mới có thể từng bước tiến tới thành công. Ba người không dễ dàng gì mới đi đến Hoàng Nham được. Không những chẳng tìm được người thân mà ba người giờ còn mỗi người một nơi. Một mình cậu lang bạc đến phương Bắc. Cậu thanh niên trên người không có một phân tiền, mà người ở đó lại chẳng ai nhận cậu vào làm nên cậu chỉ có thể lang thang trên phố. Hôm đó cậu đang ngồi ăn những miếng bánh cuối cùng thì lúc ngẩng đầu lên cậu liền thấy ở trên chiếc xe đạp có treo một cái túi. Cậu nhanh chóng chạy qua đó muốn kiếm chút gì đó. Thực giờ cậu đã đói lắm rồi. Nếu như cậu lấy cái túi này đi thì những ngày tiếp theo cậu không cần lo cơm ăn. Nhưng lúc này cậu lại nhớ đến lời nói của chị Hạnh Nhân. Bất luận thế nào cũng không được làm những chuyện như ăn trộm. Vậy nên cậu quyết định cầm lấy túi và ngồi đó đợi chủ nhân của nó đến. Một lúc sau một anh thanh niên chạy đến nhìn ngang ngó dọc tìm đồ. Nhìn có vẻ giống chủ nhân của chiếc túi nên Vinh Phong chạy ra đưa lại túi cho cậu. Anh thanh niên kia rất cảm kích nên đã lấy ra chút tiền cho cậu để trả ơn, nhưng Vinh Phong nói không cần. Cậu chỉ xin một chút đồ ăn là được. Vậy nên anh thanh niên đã đưa cậu đi ăn. Cậu thực sự đói là đi rồi nên ăn một lúc hết ba bát. Vừa hay anh thanh niên này lại là một nhân công ở xưởng gỗ. Sau khi biết hoàn cảnh của cậu mà cậu lại còn là người chân thực lại có thể chịu khổ được nên đã cho cậu làm đồ đệ của mình. Dưới sự giúp đỡ của anh cuối cùng cậu cũng tìm được công việc. Cứ như vậy cậu làm ở đó liên tục 9 năm. Những năm này cậu chịu khó làm việc, từ một thử việc lên làm thợ chính, sau đó từ thợ chính lên làm chủ quản. Mỗi lần gặp phải khó khăn, cứ nghĩ đến lời dạy của chị cậu lại bình tĩnh vượt qua. Chỉ cần nỗ lực không nản lòng thì thành công sẽ đến với bạn. Sau này do ảnh hưởng của thị trường mà xưởng gỗ làm ăn cũng kém dần. Ông chủ hỏi cậu có nguyện ý đảm nhận và muốn cho cậu một cổ phần. Cậu biết áp lực sẽ rất lớn nhưng vẫn đồng ý tiếp quản xưởng gỗ. Bởi vì giờ đây cậu đã thực sự lên làm ông chủ rồi. Vinh Phong dù đã trở thành ông chỉ nhưng cậu vẫn xuống xưởng làm, không hề rảnh rỗi chút nào. Chỉ cần có tâm thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dưới sự dẫn dắt của cậu, xưởng gỗ ngày một phát đạt trở lại. Lại qua 9 năm ông chủ chính thức chuyển hết toàn bộ cổ phần sang cho cậu. Sau này dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ cậu đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Dù cậu thành công thế nào nhưng vẫn luôn nhớ đến chị Hạnh Nhân. Cậu cũng đi tìm chị khắp nơi, thậm chí còn thuê cả thám tử Tư. Nhưng do vấn đề khẩu âm nên đã viết nhầm tên của chị. Hơn nữa cậu cũng đã không nhớ rõ địa chỉ, khổ cực tìm kiếm suốt 3 năm đều không tìm được. Cùng lúc này, chị Hạnh Nhân của 20 năm sau cũng đã có gia đình. Chị có một người chồng bao dung và hiểu mình và cả một cô con gái ngoan ngoãn. Bọn họ muốn mở một tiệm mì nhưng do ngân khố hạn hẹp, chị hết cách đành liên lạc với bạn thân để hỏi số tiền lúc trước cô bạn vay. Cô bạn thấy là chị gọi, rõ ràng là đang ngồi trong tiệm làm tóc lại nói dối rằng đang bên ngoài và còn nói 2 ngày nữa nhất định sẽ trả. Nghe thấy cô bạn nói như thế thì chị cũng hiểu rồi. Vì cô bạn đã nói như thế suốt nửa năm trời rồi nhưng vẫn chưa thấy trả. Không còn cách nào khác, chị chỉ đành liên lạc với bên mua nhà hoãn lại vào ngày. Nhưng bên đó cũng từ chối. Sau khi nghe xong chị quyết định lấy hết trang sức đi đến tìm chủ nhà. Chị muốn cọc trước chỗ này chỗ ông, đợi đến khi gom đủ tiền sẽ lấy lại. Nhưng chủ nhà lại nói ông đang cần tiền gấp mà quán này cũng đã được người khác thuê lại xong rồi. Hai vợ chồng rơi vào trầm tư. Trong lúc họ đang cảm thấy vô vọng thì một người phụ nữ từ trong đi ra. Chị và chồng nhìn tờ giấy trên tay cô mà không ngờ đó lại chính là hợp đồng thuê nhà. Điều này thực sự khiến họ bất lực không nói lên lời. Nếu như cô trả tiền sớm một chút thì bọn họ cũng không đến nỗi không trả nổi. Nhún cô bạn ăn mặc lộng lẫy, họ liền hiểu ra cô chính là cố ý không trả tiền. Vốn dĩ muốn tiến lên nói lý vài câu thì ai ngờ cô ta lại phát hỏa trước. Một chút cũng không thấy hối lỗi trước hành vi của mình. Cũng may Vinh Phong là người hiền lành nên cô không chấp nhận mấy kẻ này mà cùng chồng đi tìm quán khác. Họ đi đến một quán mì để ăn. Chủ quán mì là một cô gái đang mang bầu thế nhưng vẫn bận rộn chạy tới chạy lui. Họ vừa gọi thức ăn xong thì đột nhiên cô gái trở dạ. Chị Hạnh Nhân vừa nhìn qua liền biết kiểu này là sắp đẻ rồi nên nhanh chóng bảo ông chỉ đưa vợ đi bệnh viện. Mà những người khách ngồi chờ ở đó đột nhiên đòi tiền. Nhưng chuyện sinh đẻ sao còn có thời gian để nói chuyện đạo lý. Trong hỗn loạn chị ra tay giúp đỡ và nói mình cũng từng bán hàng nên bảo ông chỉ nhanh chóng đưa vợ đi bệnh viện còn cô sẽ giúp anh chuyện khách khứa. Nghe xong lời khách mới để cho anh đi. Việc làm ăn của quán vô cùng thuận lợi, làm một lúc là đến hẳn 9 giờ tối, lúc này hai vợ chồng mới được ăn. Nhưng còn chưa ăn được mấy miếng thì ông chủ đã quay lại. Anh bày tỏ biết ơn với hai người, cũng may có họ mà vợ anh mới kịp thời tới được bệnh viện và sinh ra một cậu nhóc mập mạp. Có lẽ nào người tốt sẽ được báo đáp. Ông chủ và vợ đã thương lượng rằng sau khi sinh con xong sẽ quay về quê. Nhưng ai ngờ cậu nhóc này lại sinh sớm mà chỗ này vẫn còn hạn thuê 2 tháng nữa nên anh đã hỏi vợ chồng hai người.